Bún thịt nướng Hoàng Yến chỉnh chu đến từng chi tiết. Hello mọi người, tụi mình là gì ở Mỹ Tho. Từ đường Nguyễn Trãi các bạn chạy về hướng nhà thờ Tinh Lành. Đối diện xéo xéo với nhà thờ sẽ có một con đường nhỏ tên là Dòng Dứa. Chạy vô một xíu thôi, nhìn bên tay phải số 12 Dòng Dứa, phường 7 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nằm ngay kế bên lò bánh mì Trường Phú. Quán sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa, trễ nhất thì cũng tầm 1 giờ. Menu chỉ gói gọn trong vòng 4 món, dao động từ 23.000, 27.000 và 29.000. Quan trọng là bún thêm và rau thêm ở đây hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Điều này có nghĩa là khi bạn gọi một phần bún bất kỳ, bạn sẽ được gọi thêm một lần bún thêm miễn phí. Còn gọi lần thứ hai thì sẽ có giá 3.000 một dĩa. Bánh họ sẽ không áp dụng trong trường hợp này, nếu gọi thêm thì 7.000 một dĩa. Nhưng mà các bạn nhìn phần bún gọi thêm này cũng nhiều ghê. Hiện tại trên bàn của mình là một phần bún thịt đầy đủ và bánh hỏi thịt nướng. Ngoài ra còn có nước sâm 5.000 một ly. Khi mới uống vô thì cảm nhận mùi la hán quả đầu tiên, và khi gần hết ly thì sẽ cảm nhận được mùi hoa cúc độc đáo ghê luôn. Còn các bạn không uống nước sâm thì mình có thể uống trà đá. Để cho miếng ớt vô chén nước mắm rồi mình dứt nha. Một tô bún thịt nướng đầy đủ topping với giá 27.000. Không chỉ có thịt nướng, chả giò mà còn có bì. Và đồ chua là một món không bao giờ thiếu được. Đây, đá nhẹ qua cái rổ rau có thấy thèm chưa? Bên dưới sẽ là một lớp giá đầy ụ. Phía trên sẽ là dưa leo thái sợi, rau sống và xà lách thái nhỏ, thuận tiện cho các bạn ăn một cách dễ dàng. Miếng chả giò có lớp bên ngoài vàng đều, giòn rụm khi cắn vào, và đặc biệt là không bị ngấm dầu. Trong mỗi phần bì sẽ có thính đi kèm, ăn coi chừng bị dính đó nha. Chan miếng nước mắm lên tô bún, đảo đều và ăn thôi. Phần nước mắm mặn ngọt vừa đủ, áo đều quanh sợi bún. Nhớ ăn kèm vài miếng đồ chua cho nó đỡ ngán nha. Đẩy qua cái dĩa bánh hỏi thịt nướng 29.000. Phần này thì rau sống sẽ được đặt kèm chung với bánh hỏi và thịt nướng. Bên trên sẽ cho một xíu mỡ hành và rắc thêm ít đậu phộng. Thịt nướng ở đây thì sẽ sử dụng thịt nguyên miếng xong rồi cắt nhỏ ra. Dạng sẽ khá giống như kiểu thịt nướng của cơm tấm. Miếng thịt được sơ chế mềm, không còn bị dai mà thấm đẫm gia vị ở bên trong. Tôi còn cảm thấy vị ngọt do nước thịt tiết ra nữa. Ngoài ra khi cắn vào thì có những sợi thịt rất là rõ ràng. Không biết mấy bạn sao chứ tôi thích thịt mềm không có gân và không bị khô nữa là chịu nha. Đặc biệt là tôi cực kỳ thích ăn bánh hỏi luôn, mình có thể chấm trực tiếp hoặc là chan nước mắm lên trên. Dưa leo bên này không có bầm nhuyễn mà sắc heo lát. Tính ra nhìn cũng chỉnh chu và rất là đẹp luôn ha mọi người. Tổng quan nhìn chung thì mọi thứ được tươm tất sạch sẽ. Mấy anh cũng rất là dễ thương, ân cần và tiếp đón niềm nở. Mình thấy cũng đã có nhiều bạn thử qua đây rồi, bạn nào ăn rồi cho mình xin ý kiến với nha. Cảm ơn mọi người đã coi đến cuối clip. Còn bây giờ thì bye bye.